Đà Nẵng sử dụng flycam, camera giám sát giãn cách của người dân. Hà Nội điều tra vụ nam thanh niên mang theo 18 giấy đi đường khống. Bắt nghi phạm sát hại mẹ ruột rồi bỏ trốn tại Quảng Ninh. Thanh Hóa giải cứu bé trai bị các đối tượng bắt cóc. Hơn 2.000 người đổ xô đến điểm tiêm chủng dành cho thanh thiếu niên ở trung tâm Tokyo. Bệnh viện đầu tiên bị phá sản ở Nhật Bản vì tiếp nhận bệnh nhân Covid-19. Bác sĩ thú y Nhật Bản cảnh báo thức ăn vật nuôi trị liệu khan hiếm. Trung Quốc sơ tán cả thị trấn, tạo vùng không người để chống Covid-19. Brazil, một người đàn ông tiêm trộm 5 mũi vaccine từ 3 loại khác nhau chỉ trong 2 tháng. Sử dụng phương ngữ để xếp hạng tình cảm quê hương phổ biến ở Nhật Bản. Xin chào TV, xin chào Netlove. Đến hẹn lại lên vào lúc 20 giờ hàng ngày theo giờ Nhật Bản. Trung Thành xin chào mừng quý vị khán giả đã đến với Japan Daily Top News. Các bạn đừng quên tải ngay app Netlove để đón xem những chương trình hấp dẫn nhé. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến ngay với bản tin ngày hôm nay. Những ngày qua, Đà Nẵng liên tục ghi nhận hàng chục ca mắc mới tại cộng đồng. Đáng nói, số ca mắc tập trung tại các con hẻm nhỏ rất khó kiểm soát. Chính vì vậy, hệ thống camera giám sát và flycam đã được đưa vào vận hành, ghi lại cảnh người dân ra khỏi nhà, tụ tập ăn nhậu để nhắc nhở hoặc làm bằng chứng cho cơ quan chức năng xử lý. Ngày 29 tháng 8, các đơn vị công an, quân đội ở thành phố Đà Nẵng đã sử dụng nhiều flycam thực hiện các chuyến bay giám sát khu vực trung tâm nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch để xử lý. Tại khu vực trung tâm quận Hải Châu, flycam được điều khiển bay ở độ cao khoảng 15-30m tùy địa hình. Trước đó, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố diễn ra vào chiều 28 tháng 8, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, chỉ đạo các quận huyện kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các camera đã lắp đặt tại các khu dân cư. Nếu hỏng thì thay cái mới và tìm vị trí lắp đặt có thể quan sát tốt nhất. Việc lắp đặt hệ thống camera không chỉ dùng cho việc giám sát người dân trong phòng chống dịch mà còn phục vụ cho kiểm soát an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Ngày 29 tháng 8, Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội cho biết đang điều tra một trường hợp mang theo 18 giấy đi đường đã ký tên, đóng dấu nhưng không ghi thông tin người được cấp. Theo thông tin ban đầu, trước đó chiều 28 tháng 8, tổ công tác tại chốt phòng chống dịch số 10-11, lực lượng chức năng kiểm tra ô tô bị kiểm soát 98A201XX do NVB sinh năm 1990 điều khiển, chở theo DVN sinh năm 1994. Quá trình kiểm tra, B và N đều xuất trình giấy tờ đầy đủ cá nhân, giấy đi đường do công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ bảo vệ an ninh 24 giờ cấp và giấy xét nghiệm Covid-19 âm tính. Tuy nhiên, tổ công tác lại phát hiện B còn mang theo 18 tờ giấy đi đường khác có ký tên, đóng dấu cũng của công ty nhưng không có thông tin người được cấp phép đi đường. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, bàn giao công an xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội để xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 28 tháng 8, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đang tiến hành điều tra vụ việc một nam thanh niên có hành vi dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mang đi thế chấp để vay tiền. Theo đó, vào ngày 27 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Uyên tiếp nhận đơn trình báo của anh Ngô Văn Đức sinh năm 1995, trú tại thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Uyên, về việc anh NXB sinh năm 1993, trú tại xã Liên Sơn, huyện Tân Uyên, có hành vi sử dụng tài liệu, con dấu giả của cơ quan tổ chức. Cụ thể là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để thế chấp vay tiền. Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng NXB khai nhận đặt mua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả trên mạng Internet, sau đó sử dụng để đi thế chấp vay tiền của Ngô Văn Đức với số tiền 150 triệu đồng. Quá trình làm thủ tục tại văn phòng công chứng Nguyễn Tư Khoa ở thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên thì bị phát hiện hành vi trên. Vụ việc đang được Công an huyện Tân Yên xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 29 tháng 8, Công an thành phố Hạ Long phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ thành công đối tượng nghi sát hại mẹ ruột của mình rồi bỏ trốn xảy ra vào ngày 28 tháng 8 trên địa bàn phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long. Theo điều tra, trước đó vào khoảng 11 giờ ngày 28 tháng 8, tại tổ 1, khu 1, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, đối tượng Nguyễn Trọng Đại sinh năm 1972 do có mâu thuẫn với mẹ là bà Phạm Thị Thách nên Đại đã bóp cổ mẹ khiến nạn nhân bất tỉnh. Người nhà sau đó phát hiện và đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy, nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Còn đối tượng Đại đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an thành phố Hạ Long đã nhanh chóng vào cuộc tiến hành điều tra, khoanh vùng truy bắt đối tượng. Đến khoảng 5 giờ sáng nay ngày 29 tháng 8, lực lượng chức năng Công an thành phố Hạ Long đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Trọng Đại khi y đang lẩn trốn tại một khu đồi sau nhà. Được biết, đối tượng có tiền sử bệnh thần kinh. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành điều tra làm rõ. Sáng 29 tháng 8, thông tin từ Ủy ban Nhân dân thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ bắt cóc trẻ em. Lực lượng chức năng đã kịp thời giải cứu cháu bé và bắt giữ hai đối tượng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 28 tháng 8, cháu AD, 8 tuổi, cùng anh trai đang chơi trốn tìm gần nhà thuộc khu 3, thị trấn huyện Hậu Lộc thì bị một nhóm đối tượng dụ dỗ tới nơi hoang vắng thực hiện bắt cóc.
Không tìm thấy em, người anh chạy về thông báo cho bố mẹ và trình báo cơ quan công an. Nhanh chóng vào cuộc xác minh, trích xuất camera, lực lượng chức năng đã phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn đưa cháu bé di chuyển trên đường nên tổ chức lực lượng chốt chặn, truy bắt và giải cứu. Thời điểm được giải cứu, bé trai bị bịt mồm và trói chân tay bằng băng dính. Hiện động cơ, mục đích của vụ bắt cóc đang được cơ quan công an huyện Hậu Lộc tiếp tục điều tra làm rõ. Giữa lúc có lệnh ai ở đâu ở yên đó thì ba người dân gọi xe cứu thương để đi về quê giải quyết việc riêng. Tài xế bật đèn ưu tiên nhưng không qua mặt được lực lượng công an. Tối 28 tháng 8, chiếc xe cứu thương biển số 37A16643 chạy từ thành phố Vinh về hướng huyện Thanh Chương, Nghệ An. Khi đến đường 72M, địa phận Hưng Đông, thành phố Vinh thì bật đèn ưu tiên để thông chốt. Tuy nhiên, lực lượng công an thành phố Vinh đang làm nhiệm vụ kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 nghi vấn nên kiểm tra. Trên xe này không có bệnh nhân cấp cứu mà là ba hành khách gồm chị NTH 27 tuổi, trú xã Hưng Lộc, anh NDQ 31 tuổi, trú phường Đô Vĩnh, thành phố Vinh và NDT 29 tuổi, trú xã Hưng Đông, thành phố Vinh. Theo điều tra, cả ba đã đặt xe cứu thương với ý định thông chốt về quê giải quyết chuyện gia đình. Tài xế NXS 39 tuổi, trú xã Hưng Lộc, thành phố Vinh và ba người trên xe không xuất trình được giấy tờ ra khỏi thành phố Vinh, nơi đang nâng thêm một mức so với chỉ thị 16 là yêu cầu ai ở đâu ở yên đó. Tổ công tác đã lập biên bản và đề nghị xử phạt tài xế S và ba người dân với tổng số tiền là 30 triệu đồng. Hôm qua 28 tháng 8, hàng ngàn người đã đổ xô đến một điểm tiêm chủng Covid-19 mới được thành lập ở trung tâm Tokyo dành cho những người trẻ tuổi. Trớ trêu thay là tạo cho những đám đông dày đặc có nguy cơ lây lan virus. Điểm tiêm chủng gần ga Shibuya được thành lập sau sự bùng phát trở lại của Covid-19 ở thủ đô nhằm phân phát vé từ 9 giờ sáng. Nhưng chính quyền thành phố đã bắt đầu phát trước khoảng 40 phút so với lịch trình do lượng người ngày càng tăng. Điều này khiến cho số lượng người xếp hàng kéo dài khoảng 1 km. Trong số 2.226 người xếp hàng, 354 người đã giành được vé tiêm chủng. Tại địa điểm này, chính quyền thành phố đã tiêm phòng cho những người trong độ tuổi từ 16 đến 39, cư trú hoặc đi làm ở Tokyo. Yui Takata, một cư dân 27 tuổi sống tại quận Toshima, Tokyo, đã giành được vé tiêm chủng nhưng nói rằng: "Tôi cảm thấy lo lắng khi xếp hàng với những người mà tôi không quen biết. Tôi nghĩ đặt phòng trực tuyến sẽ là tốt nhất." Chính quyền thủ đô Tokyo đã tiến hành sổ số vaccine sau khi xảy ra xáo trộn vào ngày đầu tiên của chương trình, vào ngày 27 tháng 8, khi một hàng bắt đầu hình thành từ sáng sớm để giành lấy khoảng 200 vị trí đầu tiên, trên cơ sở ai đến trước sẽ được phục vụ trước. Chính quyền Tokyo có kế hoạch cung cấp 3 địa điểm tiêm chủng khác cho những người trẻ tuổi và sẽ bắt đầu nhận đặt vé trước vào thứ hai. Một tập đoàn y tế ở đây đã nộp đơn xin phá sản với lý do việc tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 là một trong những yếu tố dẫn đến sự sụt giảm nghiêm trọng về tài chính của công ty. Tập đoàn y tế UAK ở thành phố Osaka đã đệ đơn xin bảo vệ theo đạo luật phục hồi dân sự lên tòa án quận Osaka vào ngày 26 tháng 8. UAK là tập đoàn y tế đầu tiên ở Nhật Bản bị phá sản vì chấp nhận bệnh nhân Covid-19. UAK điều hành bệnh viện ở Matsumoto ở phường Fukushima ở Osaka, nơi đã tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 với các triệu chứng nhẹ hoặc trung bình. Ngoài việc thiếu hụt tài chính do các khoản đầu tư trước đó để thêm một khoa mới, ngoài ra sự sụt giảm số lượng bệnh nhân ngoại trú thậm chí còn nhỏ hơn số 199 giường bệnh được chỉ định đối với bệnh nhân Covid-19 theo yêu cầu của chính quyền tỉnh Osaka. UAK có khoản nợ tổng cộng khoảng 5,2 tỷ yên, khoảng 47,34 triệu USD. Một đại diện bộ phận lập kế hoạch y tế và sức khỏe của chính quyền tỉnh Osaka nhận xét: "Lần đầu tiên chúng tôi nghe nói đến vụ phá sản. Chúng tôi không bắt buộc các bệnh viện phải đảm bảo giường bệnh và cũng đã có các biện pháp hỗ trợ." Thức ăn vật nuôi trị liệu cho chó và mèo bị bệnh đang thiếu hụt do ngày càng có nhiều người trên toàn thế giới sử dụng chúng trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Tình hình trở nên trầm trọng hơn do người bán tính giá cao ngất ngưỡng. Tomoaki Shibutani, 35 tuổi, giám đốc của Maru Pet Clinic, một bệnh viện thú y ở thành phố Hiroshima cho biết, những người chủ đang trong tình trạng hoảng sợ vì thức ăn chữa bệnh mà họ dùng để cho chú cưng của họ đã không còn nữa. Thức ăn trị liệu được cung cấp để điều trị các bệnh về thận, tim, cơ quan tiêu hóa, da và các bộ phận khác của cơ thể vật nuôi. Cần rất nhiều thời gian để phát triển các sản phẩm, bao gồm điều chỉnh cân bằng dinh dưỡng cho phù hợp với bệnh và tinh chỉnh hương vị và cả mùi vị để ngay cả những con chó và mèo bị giảm cảm giác thèm ăn cũng muốn ăn chúng. Nếu thiếu hụt nguồn cung, các nhà sản xuất khác khó có thể lấp đầy khoảng trống ngay lập tức. Không có lựa chọn thay thế cho một số thực phẩm điều trị hiện đang bị thiếu hụt. Thực phẩm này chủ yếu được nhập khẩu và một đơn vị sản xuất cho rằng hiện nay ở châu Âu và Hoa Kỳ, nhiều người đã nuôi thú cưng vì họ dành nhiều thời gian hơn ở nhà do đại dịch Covid-19, dẫn đến nhu cầu tăng mạnh. Ngoài ra, các đại lý đang chào bán thực phẩm trị liệu với giá cao hơn nhiều lần so với giá niêm yết trên các trang web mua sắm trực tuyến lớn và các ứng dụng trả trời. Một lon thức ăn cho chó bị rối loạn tiêu hóa được niêm yết ở mức giá khoảng 3.500 yên, khoảng 31 USD, gấp khoảng 10 lần so với giá gốc.
kiếm tiền bằng cách biến thực phẩm chữa bệnh thành sản phẩm bán lại giá cao là kiểu kinh doanh tồi tệ nhất, lợi dụng sự yếu kém của những người nuôi chó và mèo ốm yếu. Đó là một vấn đề nguy hiểm đến tính mạng và tôi hoàn toàn muốn dừng nó lại. Shobutani, người nhấn mạnh sự cần thiết phải đưa ra các quy định. Trong thông báo ngày 29 tháng 8, Bộ trưởng Y tế Singapore Ong Yat Kung cho biết đảo quốc sư tử đã hoàn thành việc tiêm chủng đủ 2 liều vaccine ngừa Covid-19 cho 80% trong tổng số 5,7 triệu dân nước này. Theo thống kê của hãng Reuters, Singapore hiện đã trở thành quốc gia có tỷ lệ tiêm vaccine phòng Covid-19 cao nhất thế giới. Chính vì vậy, Singapore thông báo sẽ tiếp tục nới lỏng các biện pháp hạn chế phòng dịch sau khi đạt cột mốc tiêm ngừa vaccine Covid là 80% dân số. Hiện giới chức y tế nước này đang cân nhắc khởi động chiến dịch tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 bổ sung trong thời gian tới. Bộ trưởng Ong Yat Kung cho biết, hệ miễn dịch của nhiều người đã không thể tạo ra đủ kháng thể chống Covid-19 sau 2 mũi tiêm vaccine, nên việc nghiên cứu tiêm thêm mũi bổ sung là cần thiết. Hiện nay, một số nước như Israel, Pháp, Đức và Anh đã khởi động, cũng như đang chuẩn bị tiêm mũi bổ sung thứ 3. Cũng theo Bộ trưởng Ong Yat Kung, Singapore có thể sẽ triển khai chiến dịch tiêm vaccine cho trẻ dưới 12 tuổi vào đầu năm 2022, sau khi nghiên cứu toàn diện về khía cạnh hiệu quả và an toàn. Các nhà chức trách Trung Quốc đã sơ tán hàng ngàn dân sống trong vùng biên giáp Myanmar trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của Covid-19. Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng SCMP, động thái này sẽ được tạm thời tạo ra một vùng đất không người ở, được bảo vệ bởi một hệ thống hàng rào dây thép gai mới được dựng lên và một mạng lưới camera giám sát. SCMP cho biết 5.000 người ở thị trấn Xiagao thuộc tỉnh Vân Nam đã được yêu cầu đóng gói đồ đạc và lên xe buýt đến trung tâm cách ly tập trung ở thành phố Mangshi cách đó 100 km. Nguồn tin trong chính quyền thành phố Ruili, nơi đang diễn ra chiến dịch sơ tán, khẳng định người dân sẽ ở trung tâm cách ly trong vòng 14 ngày. Biện pháp này sẽ là phương án cuối cùng vì địa phương đã chịu phong tỏa từ tháng 3 nhưng vẫn ghi nhận các ca nhiễm. Cũng theo vị này, chính quyền địa phương đã cử đội an ninh và kiểm soát dịch tuần tra các tuyến đường để bảo vệ tài sản của người dân và đảm bảo không ai vượt biên bất hợp pháp. Giới chức thành phố Rio de Janeiro ở Brazil đang điều tra trường hợp một người đàn ông đã được cho là tiêm ít nhất 5 mũi vaccine Covid-19 của 3 loại khác nhau chỉ trong 10 tuần. Truyền thông Brazil đưa tin khoảng thời gian từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 21 tháng 7, một người đàn ông giấu tên ở Brazil đã được tiêm 2 mũi vaccine Pfizer, 2 mũi vaccine CoronaVac và 1 mũi AstraZeneca. Mỗi lần tiêm chỉ cách nhau 13 ngày. Vào ngày 16 tháng 8, khi anh ta đang cố gắng tiêm mũi vaccine thứ 6 thì bị phát hiện. Lúc đầu, giới chức nghĩ rằng hồ sơ tiêm chủng Covid-19 khó hiểu của người đàn ông này do lỗi hệ thống đăng ký trực tuyến. Tuy nhiên, cuộc điều tra sơ bộ của Sở Y tế thành phố Rio de Janeiro cho biết, dường như người đàn ông này đã tìm đến 3 trung tâm tiêm vaccine Covid-19 khác nhau và lợi dụng các sự cố máy tính để được tiêm chủng liên tục. Sự việc hy hữu này đang xảy ra đúng vào thời điểm Brazil đang phải đối mặt với tình trạng thiếu vaccine trầm trọng. Đây cũng là lần đầu tiên một người được tiêm 5 mũi vaccine Covid-19 từ 3 loại khác nhau. Hiện tại, người đàn ông này vẫn có sức khỏe tốt. Một dịch vụ cho phép người dùng xác định mức độ gắn bó và tình yêu với quê hương của họ dựa trên sử dụng phương ngữ Nhật Bản gần đây đã được phát hành trực tuyến. Chuyên gia văn học Nhật Bản Koichi Shinozaki, 64 tuổi, bắt đầu nghiên cứu phương ngữ khi còn là sinh viên tại trường cao học của Đại học Thủ đô Tokyo. Là người đặt nền móng phát triển dịch vụ trực tuyến biểu đồ phương ngữ được phát hành vào ngày 24 tháng 6 vừa qua. Biểu đồ phương ngữ đặt câu hỏi, bạn có sử dụng từ sau đây không? Bằng cách trả lời có hoặc không cho câu hỏi này, dịch vụ sẽ dần dần thu hẹp nơi người trả lời đến từ các khu vực trên khắp Nhật Bản, nơi những từ đó được sử dụng hoặc không. Dịch vụ này đã được lan truyền thông qua mạng xã hội với hơn 10 triệu người dùng cho đến nay. Ông Shinozaki cho biết, là một người dân tỉnh Shizuoka ở miền Trung Nhật Bản, tôi dự kiến sẽ đạt được mức độ nhận dạng tỉnh là 75%. Nhưng khi tôi thử nó, tôi đã cao hơn 13 điểm so với dự đoán. Tin nhắn của dịch vụ có nội dung, mức độ nhận dạng tỉnh Shizuoka của bạn là 88%. Bạn có một tình yêu sâu sắc với Shizuoka. Và chương trình Japan Daily Top News đến đây là kết thúc. Chúng thành rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong bản tin ngày mai. Xin chào TV, xin chào Netlove.